Xin chào. Chúng ta lại đến với Stranded Deep tập thứ 7. Ok, tập trước thì mình vẫn đang làm dang dở cái tòa nhà khu nhỏ của chúng ta. Thì trong tập này mình sẽ phải đi kiếm thêm nguyên liệu, đồng thời kiếm thêm cả thực phẩm nữa, với cả một chút nguồn nước, vì hiện tại trên hòn đảo này mình hết gỗ mất rồi. Chúng ta không thể là có tiếp tục xây dựng nhà cửa và lấy thêm nguyên vật liệu cũng như là craft những cái vật dụng cần thiết như không có gỗ, nên là mình tập này mình sẽ đi sang hòn đảo khác và lấy nguyên liệu đi, nói chung là đi lụm gỗ về, đồng thời là cũng đi kiếm thêm các món item khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi luôn, đóng cửa vào đã. Tại thì mình không có la bàn, mà mình không nhớ là mình đã vứt cái la bàn ở trong cái tập nào rồi đấy. Nên là bây giờ mình sẽ từ từ đã. Suy bọt là có nghĩa là có tàu chìm này. Sao lại xiên vào hốc đá này, sao mà có đồ đạc lấy được? Chị hiểu vãi. Thôi bỏ đây, để đỡ mất thời gian thì mình ra kệ cha nhà nó. Ta có cả một chặng đường mà chỉ dài phía trước cơ, để dây dưa đấy. Sao nào? Đến cái chỗ ba cái mỏm đá kia xem, nhìn như kiểu tam giác vàng, tam giác quỷ Bermuda. Rồi quên nhân tiện nói luôn là cái bản này của mình là bản bim bim, tức là đây là bản crack, không phải bản mua bản quen nhé. Game hiện tại mới là phiên bản 0.24.1, tức là vẫn đang trong giai đoạn alpha, mặc dù nó đã ra mắt được 1.5 năm rồi. Thì nói chung là mới là 0.2.1 mà đã cũng đã rất nhiều tính năng này rồi. Mình rất hy vọng là khi nó ra phát hành phiên bản full một chấm không thì nó sẽ có thêm chế độ multiplayer hay cái gì đó đại loại như vậy, rồi thì các nhiều cái cải thiện tính năng khác cải thiện hơn cho cái chế độ sinh tồn này. Đỏ cái đèn pin rồi. Cái này chả có gì chúng ta có thể toàn bộ bắt đầu linh tinh rồi. Cái đám cỏ mọc nó lại bu vào. Fuck. Thế đó mình phải định hướng lại hòn đảo nhà mình nhé. Khung phong khi đi lạc nó chết mệt đấy. Thế kìa, nó ở vị trí bên kia. Đây có tàu đắm này nhưng thôi. Để quá nhiều cá mọc thì chúng ta có thể xuống đi cái tàu đắm đó. Hình như đảo kia mới đúng chứ nhỉ. Thôi đảo nào thì đảo mà. Mình dù gì mình cũng phải đi khám phá hết mà. Phải biết vị trí mấy hòn đảo lân cận xung quanh chúng ta như nào, đề phòng trường hợp bị lạc.
Một khi chúng ta đã nắm rõ được cái địa hình như là những cái hòn đảo xung quanh đảo chính thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái việc tìm về cái ngôi nhà của chúng ta. Đúng rồi, đây chính là cái đảo ấy rồi, nhìn thấy đống ánh sáng ở bên ấy. Rồi xem từ vị trí này mình sẽ không có la bàn nên là mình chả xác định phương hướng sang hòn đảo phía bên kia xem nào. Phải sớm tìm ra một cái la bàn khác. Không tình trạng như này mà không có cái la bàn mà cứ linh đinh trên biển như này là lạc chết. Biển thì rộng mênh mông mà. Game này là game thế giới mở đấy chứ nó không phải là. Cái này rất là rộng. Rồi sắp tới rồi một đoạn nữa thôi. Rồi phía sau kia chính là hòn đảo của chúng ta cả. Mình thấy một con tàu đây. Sao nhìn con quen thế nhỉ? Nó đảo chúng ta kia. Cứ đặt chân vào xem như nào đó. Ok. Đây có một cái bút kết này. Để bỏ bớt cái dương đựng đồ này ra này. Rồi ta sẽ đi lục mà. Uống ngụm nước đã. Ta có gì trên cái tàu này nào? Mình rất hy vọng nó sẽ là có la bàn trên này. Ô ngon, tuyệt vời. Đang thiếu cái la bàn. Xem có con nào không? Cái con đảo chính của chúng ta kia nó nằm ở hướng đông đúng không, hướng đông 90, ta đi hướng 90. Nó cứ đi theo 90 hướng đông là sẽ về chính giữa con đảo luôn, kiểu như ở trong này không có gì luôn. Hai cái khuyên tăng, tức là khuyên tăng bây giờ mình ở nhà mình có rồi. Cái này mình có thêm chỉ để chế thêm những cái động cơ cho chế thêm động cơ cho cái bè mà thôi, mà mình không rõ là khi mình chế thêm động cơ thì nó có cải thiện thêm cái tốc độ của bè, cái bè chúng ta đi hay không. Nhưng mà trước mắt thì 3 giờ sáng rồi không? Vẫn phải xử lý cái đống ở đây đó. Thì mình lục xem hai cái tàu đắm ở đây nó có những gì này. Cái level maker này, một cái la bàn nữa. Level maker này chính là cái công cụ của chúng ta có thể đổi cái tên ở item. Nhưng mà hiện tại thì mình lên đảo với mục đích là đi chặt thêm gỗ rồi mà. Rồi tiện thể đánh mấy con cua để kiếm thêm một ít thực phẩm. Nhà sau 2 phút rồi. Ta lụm được thêm nguyên vật liệu, bất cứ cái gì, nguyên vật liệu gì có ích cho cái ngôi nhà chúng ta thì chúng ta sẽ mang về hết.
đúng là giờ hơi nửa đêm nửa hôm ra ngoài bãi biển nhặt nhặt đá. Ok, sẽ vứt vào trong này. Làm vào mấy cơ này. Cắt cái xô. Đó, cua, cua cá ngóng các thứ này tính sau đây. Đây là một cái thuyền nữa mình không để ý này. Có gì đây? Ô, một cái đèn pin. Vãi một con rắn. Qua nó đi. Đập con cua này. Fucking crap. Fucking crap. Trăng lên rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu tiên mục chất gỗ. Tiên phải lấy luôn cái lá này về để làm dây thừng này. Ở đêm nó không bị chặt gỗ. Tập này chủ yếu mình chỉ lang thang trên mấy cái đảo linh tinh này để mình kiếm thêm nguyên liệu để mang về hòn đảo chính của chúng ta mà thôi. Hay là cũng không có nhiều gì nội dung trong tập này đâu. Trước mắt chúng ta phải làm xong cái nhà rồi tính làm gì làm. Rất là nhiều dừa đây. Làm lâm tặc thôi. Đánh bay hết những gốc dừa đi. Ok. Ok, sau khi đã chạy một vòng và chặt mấy cây dừa xong công đây thì mới lôi nó về đây. Lấy mấy cái khúc cây, mình đốn mấy khúc cây này ra và nhét nó vào trong cái hòm dương kìa. Rồi chúng ta sẽ mang về hòn đảo của chúng ta. Đây, mang cái dương này. Dù vãi. Rõ to mà nhét vào cái dương bế tẹo này. Đó, cái hiển thị là báo là mình chúng ta đã sinh đã sống được 12 ngày rồi, 12 ngày sinh tồn rồi trên đảo hoang rồi, cũng là một thành tích khá là ngon. Trên thực tế thì điều này nó rất là khó khả thi luôn. Khả năng nếu mà trên thực tế để nói sau chuyến rớt máy bay ở ban đầu game mình nghĩ là nếu là mình không sống sót nổi đâu. Mười hai ngày gọi là một phép màu đây, một điều kỳ diệu. Rồi còn cái ngọn này vứt đi, mình đâu cần ngọn đâu. Ok, phải chứa 3 khúc nữa. Ái chà, trong khi vẫn còn 2 cây cả. Có lẽ phải vứt bớt mấy thứ linh tinh đi rồi.
ra mình vẫn còn cách, đó là ra khi lấy mấy cái dương ngoài kia mình chưa lấy nữa. À, vứt một hai cái dương lên cái bè, nó không nặng lắm đâu. À, và để có thêm slot chúng ta chứa đồ. Lộn. Rồi ra đây lấy một cái dương như này. Mình cứ xin cá vứt đi, mày chả cần. Trong lần đầu mình chơi thì mình hơi bí về khoản food, khoản thức ăn nên mình mới phải chơi cái bài là mình đi xin cá mà thôi. Ok, cái gỗ thô này ném đi, chả cần. Bây giờ cái quan trọng nhất chúng ta vẫn là cái gỗ này. Giờ chúng ta xây dựng nhà cửa mà, cũng như là dự trữ sẵn ở nhà. Sau này còn grab nhiều cái món đồ khác, nó liên quan, nó quan trọng, nó còn đến cây gỗ này. Palm log. Cái cây gỗ như kiểu màu trắng này này, mình vừa ném đi nó như kiểu gỗ mục mà thôi. Ok, ta sẽ pin thì mình có thể từ từ đó vứt một cái pin lên trên tàu này. Đó, còn thêm một cái. Cái đầu một cái gối để đảm bảo nó không bệnh. Chín này. Rồi, không hiểu tại sao luôn. Phải giật. Bỏ này ra đỡ cảnh. Sang này một tí chút nào. Rồi, để mút hai cái dương này. Mà chúng ta sẽ về. Từ từ đẩy cái này ra đã. Yo, no. Ok, ta về hòn đảo ta bên kia kìa. Sau khi về thì mình sẽ chế biến nốt cái đống gỗ này ra thành những cái ván gỗ, rồi làm nốt cái mái nhà và craft một vài thứ vật dụng linh tinh. Rồi kết thúc tập này đây. Tập sau thì chúng ta sẽ đi khám phá các quần đảo xung quanh đây, cũng như là kiếm thêm những cái món đồ, nói chung là kiếm thêm thực phẩm, nước uống, vân 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 vân. Mục tiêu thì chúng ta vẫn phải đi khám phá, vừa sinh tồn vừa khám phá những cái mảnh đất xung quanh chúng ta mà thôi. Chở hai cái bè mình cảm thấy nó cũng khá là nặng rồi. Cái hộp đồ này bỏ lên trên cái bè này, mình đã thấy là nó cảm giác là hơi chìm một chút xuống nước. Đó, bình thường ta đi nếu mà không có gì nó rất là nhẹ nhẹ luôn, nó mà bè nổi trên. Cho thêm một vài món đồ nữa vào thì chắc nó chìm luôn mất.
Ok, chúng ta đang sắp về đến nhà rồi. Ok rồi. Làm loạt render mã chưa xong. Ok, cập cảng. Rồi mình sẽ bỏ bớt mấy cái đồ này ra và chút những cái nguyên liệu mà mình kiếm được ở đảo kia sang đây. Rồi sau khi chuyển xong cái đống này vào đây cũng được khá khá rồi, rất là nhiều gỗ đây. Và mấy cái tạp nham mình cũng bỏ bớt sang này rồi. Nên để ở trên này đó cho nó sáng nhìn nó rõ hơn. Ai để đổi tên này, cái thằng bấm một cái gì đó. Đó này, ta có thể đổi tên nó được. Ta đổi cái này thành nha. Vải bạt nhá. Vải bạt. Ok. Đó. Cục gỗ này cho nó về. Rồi mình sẽ phải craft một đống củi nữa. Làm một đống củi ở đây. Làm một cái fire pit đi. Cần 3 wood stick và một lát sinh. Làm một lát sinh luôn. Bên này sẽ lấy 3 wood stick. À đâu, cái này là smoker. Mình muốn làm Wither Dispeller thì bây giờ thôi cứ làm Smoker trước đi. Đó, rồi. Và làm thêm một cái solar steel này, tức là cái để ok 2:30 rồi. Làm đúng lửa lên đã. Đây mình nhớ không nhầm, đây có đầy chính là nó đây rồi. Và chúng ta sẽ đi ngủ. Ngày tiếp theo thì ta sẽ làm nốt cái phần nhà còn lại. Ok. Ngủ rồi đây. Cái gỗ này mình sẽ làm để làm nguyên liệu để tiếp thêm vào cái đống củi.
thì chúng ta sẽ lấy không? À, lấy cái này để tí mình làm giường. Xem là cái giường này. Giường tốn hơi nhiều lát sinh đấy. Hiện tại thì mình đang thiếu rất là nhiều cái này. Lá này, mình có 7 lá thôi. Đây với cái smoker này chúng ta có thể thiếu con dao rồi. Làm con dao đó. Rồi. Ta sẽ lấy được thịt của con cua này. Con thịt này có thể cho vào đây để vào cái smoker để cho nó nướng chín lên. Như này sẽ không lo là thịt nó bị cháy quá. Cái này thực chất là chính là món thịt xông khói đó các bạn ạ. Thịt hun khói đó. Cái nó cho nó cháy. Tiếp tục là lửa đây. Chưa cháy hết nguyên liệu. Chất đốt nó cũng khá là quan trọng đấy. Rồi, uống ngụm nước đã. Ok, sẽ vào đây để xếp và ngủ qua ngày. Rồi sleep. Sáng sau chúng ta dậy thì ô, ngon, trời mưa luôn. Đúng là chế gần hết rồi này. Vì lấy thêm gỗ để bình thường nó không có cái này bên trên là nó sẽ đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ không cần phải lo lắng mấy về cái vấn đề là nước uống. Khi mà ở đây đã có rất nhiều xô nước và còn mưa như thế này rồi, thực phẩm chúng ta cũng đảm bảo khá khá rồi. Mình sẽ chặt cái đống gỗ này ra. Lộn quên. Xử lý đống gỗ này, sau đó là ta sẽ làm nốt cái mái nhà này, này tránh mưa. Xong đúng rồi. Ok, bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Ta sẽ làm nốt những cái flow đây. Cái búa nó làm chậm quá. Đây, để dành cho tầng trên thì mình sẽ chưa làm. Hoàn thiện xong cái tầng dưới trước đã. Kiểu gì chúng ta vẫn phải ra khỏi rời hòn đảo này để đi gần nữa. Mình phải kiếm thật nhiều cái lá để về làm dây thừng này. Đồng thời kiếm cái nguồn gỗ nữa này. Vừa để xây dựng vừa để
làm lô các thứ. Từ đã chạy quanh đảo xem nào. Chúng ta lấy thêm một ít cái lá dừa con này này để làm đủ làm chiếc giường nữa. Mặc thứ nhất là ta phải làm cái water distiller này. Distiller. Đây có cây này. Cái này chặt được rất nhiều luôn này. Hên là trên đảo còn có cái cây này. Những cái này sau khoảng độ 1 đến 2 ngày chúng ta nằm ngủ ấy, khi chúng ta thức giấc dậy thì nó sẽ tự động kiểu như nó lại lớn, mọc lớn lại. À đây rồi, đây rồi. Đây chính là khoai tây. Con rắn này lúc nãy mình bắn chết rồi này. Ta sẽ lấy thịt nó. Đó, rồi đấy đây. Vụ cua gom ở một chỗ. Trước mắt thế này là sau rồi, chúng ta sẽ mình sẽ làm thêm một cái chỗ để đựng thực phẩm. Nhìn cho nó ngon lành một chút. Ok, đá vứt ở đây. Dao xếp cái thứ lằng nhằng. Sẽ làm một cái giường. Để mình xem nó cần gì nào. 4 cái này này. Và 7 cái miếng gỗ. Ta phải làm lát xinh này. Đủ 4 cái không? Chết tiệt, thiếu một cái này vừa không nhỉ? Kiếm đâu một cái ta. Rồi chỉ còn một lá nữa thôi mà. Chẳng nhẽ trên đảo nó không còn một cây nào thế nữa.
Giờ nó mọc lại thì ở đây rồi đấy. Fuck. Chuyến đi sau mình phải chặt thật nhiều cái lá đấy vậy được. Chúng ta vẫn còn rất nhiều đồ đạc cần phải grab bằng cái dây thừng nữa. Rồi, 4 lá sinh và 7 cái gỗ này. Ok. Right. Thế nào mình làm một cái giường đây nằm cho nó. Rồi. Cái hút đít trong này nào. Chỗ này em có thể dùng một điểm xếp luôn này. Ok. Thế này nằm trong góc mà cho nó gọn này. Ghế này. Y chà cần rất là nhiều các thứ. Hút là cái gì đây? À, cái là cái kẹp. Mình cũng chả rõ cái hút để làm gì đây. Để xem nào, có phải như thế này không? Đúng rồi, đây rồi. Rồi làm cho nhà mình nó văn minh một tí mà. Rồi ta sẽ treo cái đèn đây. Đó. Và phá cái hút này đi. Nó sáng rồi đi. À, bên này đó. Rồi không biết cái hút này nó ấy trên cái buồng đó. Mình chưa thử nó có nói được trên cột buồng hay không để treo cái đèn này lên khá là ngon này. Dây chúng ta thiếu rất nhiều. Vướng bước này. Ok, có vẻ khả thi đấy.
đúng cái bè. Đẩy bè xuống chút. Đó. Đó, đóng này. Vãi cả bọn anh vụt hụt chứ. Ok, ngon lành cành đào rồi. Đóng cửa à? Vợ cho nó sáng.